Bản tin Bộ Y tế ngày 21 tháng 5 năm 2022 cho biết, tính từ 16 giờ ngày 20 tháng 5 đến 16 giờ ngày 21 tháng 5, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.457 ca nhiễm mới, có 3.069 ca khỏi bệnh. Bản tin cũng thông báo không có ca tử vong nào. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.075 ca. Thông tin về 1.457 ca nhiễm mới như sau. Không ca nhập cảnh, 1.457 ca ghi nhận trong nước, giảm 130 ca so với ngày trước đó tại 43 tỉnh thành phố. Có 1.218 ca trong cộng đồng, gồm Hà Nội 370, Nghệ An 95, Vĩnh Phúc 91, Phú Thọ 88, Quảng Ninh 61, Yên Bái 60, Tuyên Quang 57, Hải Phòng 44, Lào Cai 43, Thái Bình 42, Thái Nguyên 41, Bắc Cạn 37, Quảng Bình 34, Thành phố Hồ Chí Minh 33, Hưng Yên 32, Đà Nẵng 30, Nam Định 28, Hải Dương 28, Hà Tĩnh 22, Lâm Đồng 22, Hòa Bình 20, Hà Nam 18, Bình Phước 15, Lạng Sơn 15, Hà Giang 14, Sơn La 14, Thanh Hóa 13, Cao Bằng 12, Quảng Trị 11, Ninh Bình 9, Bà Rịa Vũng Tàu 8, Bình Thuận 7, Phú Yên 7, Thừa Thiên Huế 7, Lai Châu 6, Bắc Giang 6, Điện Biên 5, Bình Định 4, Tây Ninh 3, Khánh Hòa 2, Bình Dương 1, Đồng Tháp 1, Cần Thơ 1. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó, Bắc Ninh giảm 48, Sơn La giảm 29, Quảng Bình giảm 25. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó, Hải Phòng tăng 44, Nghệ An tăng 29, Nam Định tăng 13. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 1.645 ca một ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.707.568 ca nhiễm, đứng thứ 12 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 108.196 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.699.811 ca. Trong đó có 9.390.284 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này gồm Hà Nội 1.597.484, Thành phố Hồ Chí Minh 609.164, Nghệ An 484.037, Bắc Giang 387.510, Bình Dương 383.760. Theo số liệu do Sở Y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý COVID-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 3.069 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi là 9.393.101 ca. Số bệnh nhân đang thở oxy là 221 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 182 ca, thở oxy dòng cao HFNC 19 ca, thở máy không xâm lấn 5 ca, thở máy xâm lấn 13 ca, ECMO 2 ca. Từ 17h30 ngày 20 tháng 5 đến 17h30 ngày 21 tháng 5, ghi nhận 0 ca tử vong, trung bình số ca tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 1 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.075 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 trên 227 quốc gia, vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 trên 227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 trên 49, xếp thứ 3 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 25 trên 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Số lượng xét nghiệm từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay đã thực hiện là 39.507.533 mẫu, tương đương 85.813.789 lượt người. Trong ngày 20 tháng 5, có 247.995 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 219.047.772 liều. Trong đó, số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 198.219.012 liều. Mũi 1 là 71.471.969 liều. Mũi 2 là 68.704.259 liều. Mũi 3 là 1.506.133 liều. Mũi bổ sung là 15.162.875 liều. Mũi nhắc lại lần 1 là 41.310.834 liều. Mũi nhắc lại lần 2 là 62.942 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là 17.423.280 liều. Mũi 1 là 8.925.718 liều. Mũi 2 là 8.497.562 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi là 3.405.480 liều. Mũi 1 là 3.385.880 liều. Mũi 2 là 19.600 liều.